Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình hái một cái rổ trái các bạn. Đó, một rổ trái đây. Đây là trái hải châu mà hôm nay mình hái là ngày mùng 7 Tết nha các bạn, mùng 7. Đó, mình hái cây nó trái quá là nhiều và thời gian đến giai đoạn này nó đã chín các bạn. Nó chín nó sẽ đu lên cái cây. Nó không có rụng mà nó dính luôn cái cây luôn. Mình sợ cái cây nó bị yếu các bạn. Thứ hai nữa, cây mình đang cho một cái trái đợt 2. Lát mình quay các bạn coi. Cái đợt 2 nếu mình để trong cái rổ này, để hết trong cái rổ này thì nó sẽ bị xì cái cây các bạn. Đó, xì cây, do đó mình sẽ hái hết. Đó, mình hái nè, cần nửa ký chứ các bạn. Đó thôi. Đó. Cần bởi vậy mình phải hái hết, mình để sợ nó chết cái cây. Thể cây này mà như đây gieo lên cũng ngàn, hơn 1.000 con à. Đó. Các bạn thấy không? Hải châu trái rất là to này, để mình bóc cái lên cái tay đó, xoay ngón tay mình đi. Các bạn xoay ngón tay mình đi. Đó. Đó nè, xoay ngón tay mình đi. Cây trái rất là to. Này giống rất là tốt nha các bạn. Cái lá là rất là đẹp. Lá tròn, trái tim rất là đẹp. Trái rất là to. Đó. Các bạn thấy không? Trái nè, trái rất là to, các bạn thấy không? Đó. Xoay ngón tay mình thì các bạn thấy. Đó. Đây, bỏ cái cần cái nửa ký các bạn. Đó. Mình hái hái cây này nè các bạn. Đó, cây này nè. Cây này mình trùm lại nè. Đó. Mình hái rồi. Cây này mình đó, cây này trái nè. Mình hái rồi nha các bạn. Nằm clip ngắn nữa các bạn. Đó. Để cây này. Cây này mình hái hết rồi. Đây. Mình còn một số cây trái đó nè, hái cuốn đó nè các bạn. Đó. Số trái còn xanh xanh này thì mình chưa hái. Chưa hái hết. Đó. Cuốn nè. Hái giờ còn nè, các bạn thấy không? Đấy nè các bạn. Đó, trái. Mình sẽ không dám để sẽ chết cái cây si cây trái nè. Đó, những cái cây mà đó, do đó mình phải hái. Đó, để mình dưỡng cái trái này các bạn. Nếu mà không hái thì với trái này lên nhiều quá thâm ra chỗ sẽ si cây này. Đó, trái nè các bạn. Đó, trái nè. Nó ra trái đợt 2 nè các bạn. Đó, trái đợt 2. Đấy, được hay nè. Đó, này trái nè các bạn. Đó, trái không? Quá trời trái luôn. Đó, trái này mình dở cho các bạn coi. Đó, trái nè. Đó, trái nè. Thấy chưa? Đó, là mình hái một rổ mà là nhưng mà vẫn còn cái trái nè. Cái giống này xuyên trái nha các bạn. Đó, trái nè. Mình hái rổ rồi vẫn còn trái nhiều à. Mình hái để mục đích đó mình dưỡng những cái trái này các bạn. Trái này xanh xanh thì mình bỏ đại rồi chim nó ăn luôn. Với chín vừa chín là vậy là chim nó ăn rồi. Đó nè. Rồi cái cây mình làm clip ngắn nè các bạn. Nay sao mạng kỳ quá. Quay clip mà nó bị cái gì á. Lên cái hình nó xấu quắc. Hình nó mờ nhái nhái kỳ lắm. Rồi mình kết thúc nha các bạn.